Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Khắc phục nhiều ảnh hưởng trong đời sống qua việc tọa thiền tinh tấn, phần 1 của 3 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Trung Hoa và Anh vào ngày 5 tháng 5, 30 tháng 6 và 1 tháng 9 năm 2019 tại Đạo Tràng Miền Đất Mới, Taiwan, còn được biết là Formosa. Chúc ngon miệng. Chúng ta cảm ơn tất cả những ai góp phần cho bữa ăn ngon này. Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn quý vị. Món này lâu rồi, tôi chưa được ăn, ngon lắm. May mắn là có mấy người nước ngoài, hôm nay nhờ phước của họ mà tôi được ăn. May mắn là quý vị thiết đãi tôi như người nhà với lòng quan tâm. Sư phụ là người nhà của chúng con. Ở Ấn Độ, một số minh sư ở đó không phải là người xuất gia. Họ có vợ. Ví dụ như có một vị minh sư mà tôi biết, tôi sống trong đạo tràng của Ngài một thời gian. Ngài có vợ nhưng không có con. Có lúc Ngài không có ở nhà và tín đồ Ấn giáo của Ngài đến thăm, nhưng Ngài không có đó. Ngài bảo phu nhân ngồi đó cho họ nhìn. Bà không làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi, cũng không có gì để ăn cả. Họ ngồi xung quanh nhìn phu nhân của Ngài. Đó gọi là Đa San. Đa San có nghĩa là diện kiến minh sư. Phu nhân của Ngài ngồi đó và tất cả mọi người đến nhìn. Phải chi tôi có một ông chồng thì tốt biết mấy, để thay thế Ngài. Khi nào không muốn gặp đệ tử, tôi sẽ nói anh đi ra ngoài cho họ nhìn. Thay vì tôi đi, có lẽ vị minh sư đó không muốn gặp mấy người đệ tử đó. Ngài muốn gặp vài người thôi, nhưng không phải tất cả. Một số đệ tử có thể quá, tôi không biết, quá tệ hoặc có từ trường xấu, nên Ngài phái vợ ra thay Ngài. Cũng có thể là Ngài không có nhà, họ sẽ nhìn phu nhân của Ngài. Như thể họ nhìn vị minh sư vậy. Dĩ nhiên điều đó cũng khá hợp lý. Họ đã sống bên nhau rất lâu rồi. Ngày ngày họ sống bên nhau. Thế nên họ nghĩ ở Ấn Độ là như vậy đó. Nếu vị minh sư nổi tiếng, có nữ thị giả, bạn gái hoặc phu nhân bên cạnh Ngài, người ta cũng sẽ sùng bái bà ấy. Họ sẽ gọi bà là Thánh Mẫu. Quý vị cũng biết điều đó qua vài quyển sách. Ví dụ như Ngài Sri Aurobindo, Ngài là người Ấn phải không? Một vị minh sư Ấn Độ, Ngài có một nữ đệ tử người Pháp, có lẽ là phụ tá, hầu cận Ngài. Sách không có nói rõ mối quan hệ của họ. Bà ấy thường giúp Ngài, có lẽ như là thư ký để xử lý mấy việc liên quan đến người nước ngoài hoặc tiếp khách. Họ cũng gọi bà là Thánh Mẫu. Cũng giống như Ngài Sri Ramakrishna, Ngài có vợ phải không? Nhưng hai người họ không có quan hệ thể xác. Vì Ngài cưới một người phụ nữ, họ cũng tôn thờ bà ấy và gọi bà là Thánh Mẫu. Giống như người phụ nữ bên cạnh Ngài Sri Aurobindo, bà ấy cũng được gọi là Thánh Mẫu. Người Ấn tâm thật sự đơn thuần, họ rất có thiên hướng tâm linh và không chỉ trích người khác. Tôi chỉ nói với họ rằng ở Ấn Độ, người ta rất đơn giản và thuần khiết. Nhiều minh sư kết hôn, có vợ và con cái. Đôi khi không có con, nhưng họ cũng tôn kính phu nhân của minh sư. Họ không chỉ trích, nói, ồ, minh sư mà sao lại có vợ? Trong hầu hết các trường hợp, minh sư có vợ trước khi trở thành minh sư. Vậy nếu minh sư không có nhà, họ đến ngồi trước mặt phu nhân của minh sư, cũng nhìn bà ấy cho là Đa San. Đa San nghĩa là nhìn minh sư một cách tôn kính. Nên tôi mới nói với họ, nếu tôi có chồng thì cũng tốt chứ. Nếu không thích gặp những đệ tử nào đó, tôi sẽ nói anh đi ra, ngồi ở đó, để họ nhìn anh. Và không phải chỉ kết hôn, nhưng một vài trường hợp khác, minh sư có phụ tá.
như ngài Sri Aurobindo, ví dụ vậy. Ngài Sri Aurobindo có một phụ tá nữ người Pháp, và họ, những người đệ tử tín đồ cũng tôn kính bà ấy và gọi bà là Thánh Mẫu. Đồng thời như ngài Sri Ramakrishna, trước đây ngài cũng cưới một phụ nữ, và họ không có bất kỳ quan hệ thể xác nào, chỉ kết hôn thôi, họ ngủ chung, nhưng không có tiếp xúc thân thể. Và sau này họ không ngủ chung, nhưng vẫn không có tiếp xúc thể xác. Và người ta cũng tôn kính phu nhân này của vị Minh Sư, cũng gọi bà là Thánh Mẫu. Tôi thấy có nhiều như thế ở Ấn Độ, không phải chỉ kết hôn. Nếu tôi có một người chồng tốt thì cũng được, nhưng tôi không có. Quý vị nói ăn ngon thế nào? Ăn ngon. Ăn ngon, dạ. Tiếng Mông Cổ nói ăn ngon thế nào? Ăn ngon, ngon. Tốt. Quý vị làm gì ở Argentina? Buôn bán hả? Dạ, có rất nhiều việc để làm. Cuối cùng con mở một nhà hàng vào năm 2008. Buôn bán được chứ? Buôn bán khá không? Dạ, lúc đó rất tốt. Còn bây giờ? Bây giờ chúng con muốn đến Đài Loan Formosa ạ. Lúc đó không có nhà hàng chay nào ở đó. Và chúng con là nhà hàng đầu tiên. Sau khoảng một năm, nhiều nhà hàng chay bắt đầu mở ra. Dạ, trước đó họ không phải là nhà hàng chay. Nhà hàng của chúng con khá nhỏ, nhưng rất đông khách. Sau đó mấy nhà hàng kia đến xem thử và cũng rồi họ bắt đầu chuyển sang nhà hàng chay. Dạ, họ thấy quá đơn giản và nói rằng họ cũng có thể làm được. Rồi họ bắt đầu thực hiện. Sau đó, ở nơi mà người ta bán sản phẩm thịt, một cửa hàng bán thức ăn chay cũng mở. Vì họ biết rằng rất nhiều người muốn ăn chay. Người ta muốn ăn chay, tuyệt vời. Dạ, tuyệt vời. Sau đó kinh doanh khá lắm ạ. Tuyệt vời, cảm ơn quý vị, cảm ơn sư phụ, chúc mừng. Quý vị ở lại Formosa bao lâu? Quý vị có trở về không? Hay quý vị ở lại đây? Dạ không, con sống ở Đài Loan, Formosa 3 năm rồi. Ở đây tại Đài Loan, Formosa, tốt, Argentina đông dân quá. Ở đây quý vị có ít cạnh tranh hơn, ở lại đây đi. Thức ăn ngon không? Được không? Dạ ngon, rất ngon. Nhưng vợ anh nấu ngon hơn phải không? Dạ đúng. Anh quen với thức ăn cô ấy nấu hơn. Hy vọng quý vị vui. Vui không? Dạ vui. Cảm ơn ban nhà bếp. Cảm ơn nhân viên nhà bếp. Ngon lắm. Cảm ơn sư phụ. Tôi sẽ đến đây thường xuyên. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn anh quay phim. Cảm ơn sư phụ. À, người nữ quay phim. Vì có phụ nữ nữa. Tạm biệt. Tạm biệt sư phụ. Tạm biệt. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại sư phụ. Có một chuyện cười về bà mẹ dẫn cậu con trai nhỏ đến ăn nhà hàng. Sau khi ăn xong còn lại chút thức ăn dư, bà mẹ nói, làm ơn bỏ hộp cho chó của chúng tôi. Còn con trai hỏi, ồ bây giờ chúng ta sắp nuôi chó hả mẹ? Quý vị biết chuyện đó phải không? Có một chuyện cười khác tương tự. Bà mẹ nói, rồi xin vui lòng bỏ hộp cái này cho chó chúng tôi. Thức ăn còn dư. Và cậu con trai nói, hả? Bình thường mẹ nói chó không ăn được thứ này mà. Không thể ăn loại thức ăn này. Thấy chưa? Không thể nói dối trẻ em. Các em biết hết đó. Năm ngoái một giáo viên đã về hưu, mua mảnh đất nhỏ cạnh bờ biển và xây căn nhà bùn bằng đất sét. Tôi thích loại nhà đó. Người ta gửi nó lên cuộc thi quốc tế về thiết kế nhà xanh. Ông ấy đứng nhất hả? Ông ấy còn hạ những thiết kế gia Nhật Bản nổi tiếng nữa. Và có hình nào không? Ông ấy thắng giải nhất. Ông ấy tự xây lấy hả? Ông ấy tự xây bằng đất sét. Nhà ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Hay quá. Nó cũng tiết kiệm năng lượng bởi vì có cửa sổ bằng kính ở trên để cho ánh sáng chiếu xuống. Có thể mở hoặc đóng được. Tôi muốn một cái. Tôi thích thiết kế đơn giản. Đó là căn nhà xanh. Thắng giải thưởng. Nếu không, lều Mông Cổ cũng được.
Một cái lều thật từ mâm cổ có thể dựng lên rất nhanh, cũng ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Tuy vậy, chúng con nghĩ mình vẫn nên xây kiểu kia để chó có thể ở cạnh ngài. Thật sự tuyệt vời. Được đó, hai cái hả? Một à. Tôi thích thiết kế này lắm. Hồi ở Hy Mã Lạp Sơn, tôi sống trong những nhà bùn. Có lẽ cái này vững chắc hơn và đẹp hơn. Quý vị có hình không? Có tấm hình nào không? Dạ có, chúng con có hình. Hay băng hình cho tôi xem nào. Không cần xin giấy phép và đơn giản. Dạ, không cần xin giấy phép. Nó cũng giữ cho mình ấm. Chúng con nghe nói không cần phải xin giấy phép. Cũng ít tốn kém, tôi thích lắm. Nhà mát nhưng mùa đông lại ấm. Tốt, mùa hè thì mát mẻ. Nên cho đến nay tôi vẫn không để họ xây nhà ở đây. Họ cứ đề nghị xây nhà quanh đây nhưng tôi nói không. Hang động tôi ở đã có sẵn ở đó rồi. Nhà sàn nhà được thiết kế để hấp thụ khí ẩm và luôn luôn giữ bên trong khô ráo. Loại bùn nào mà tuyệt vời vậy? Sàn lát bằng gạch gốm sứ nhưng bề mặt không tráng men và không tráng men cho nên độ ẩm tự động điều chỉnh. Dĩ nhiên rồi, thật là tuyệt vời. Thành ra ông ấy thắng giải nhất. Tốt, có bản quyền không? Nếu có thể chúng ta cố gắng. Chúng ta bắt chước làm được không? Chúng con sẽ nhờ ông ấy chỉ cách xây, rồi mình có thể xây theo phương pháp của ông ấy. Được, nếu ông cho phép. Chúng ta bắt chước phương pháp của ông, hỏi ông ấy nhé. Con nghĩ ông ấy sẽ vui lòng, phải tự nhiên. Tôi nghĩ đây chắc tương tự như những căn nhà bùn mà họ xây ở Âu Lạc Việt Nam thời xưa, pha trộn đất sét với chút rơm khô. Rơm. Trấu, rơm, không phải trấu, rơm. Giống như cỏ, với rơm khô, cấu trúc sẽ vững chắc. Lúa gặt đi rồi, chỗ còn lại có thể đem cho chim ăn, trộn chúng với bùn. Rồi thì làm thành cái gì đó như tre. Tre tiếng Hoa gọi là gì? Juji. Mấy thanh tre đan lại với nhau đó, đan lại với nhau, đan lại với nhau rồi trét bùn. Vào lỗ hổng và trát phẳng bề mặt bằng bùn, giống như xi măng. Chúng con đang định xây một cái tương tự cho sư phụ. Mái nhà cũng phủ bằng rơm hoặc những loại cỏ khác. Đó là cách họ xây, sẽ không bị dột. Rất tiện lợi, thoải mái như hang động, nhưng sẽ không bị dột. Thiết kế này không có mái nhà hả? Dạ có. Có mái hình vòm. Một hình vòm không đều. Hiểu, ông chỉ xây đại cho ông thôi. Hình vòm thì càng tốt hơn nữa. Hình vòm đẹp, dạ rất đẹp. Hình vòm chắn gió. Gió sẽ không làm hư hại. Bởi vì không có. Có phải đây là căn nhà nguyên bản? Không. Đây là bên trong hả? Bên trong. Chỗ đó nữa. Đây là hình dạng ở bên trong. Và đây là ở ngoài. Có lắp cửa sổ nhôm hiện đại. Cũng cần nên dùng mấy loại hiện đại, bởi vì nó an toàn hơn, dễ mở, đóng và dễ lau chùi. Dùng loại hiện đại, hoặc thiết kế thân thiện sinh thái nếu cần. Tôi thích mấy thiết kế này. Còn bên trong thì sao? Bên trong thì quanh co vòng vèo. Các phòng khác nhau, có thể thông với nhau. Có một cửa ở giữa là lối vào. Chẳng hạn, đây là phòng ngủ và đó là phòng khách. Tương tự như nhà ở của chúng ta, đúng rồi. Nhưng mình cảm thấy như sống trong hang động, có đủ ánh sáng, thật kỳ diệu. Trông giống hang động của tôi, thông hơi rất tốt. Khá tốt, dạ. Chúng con sẽ lấy thêm nhiều hình để sư phụ xem. Có vài hình ở đây, cũng có vài tấm hình ở đây. Bên trong rất thoải mái, rất giống hang động của tôi. Dạ, tường rất dày, như vậy tốt hơn. Hang động của tôi không tốt, cho nên ấm nhưng không nóng, tôi biết. Hang động của tôi không tốt lắm, họ xây tường rất mỏng và bên trong tường dường như rỗng. Dạ phải. Khi gõ vào tường có tiếng bên trong. Dạ, tường rỗng quá mỏng. Khi mưa to, nước mưa trút xuống làm lỗ hổng trong đó. Mấy hôm trước, tường bị nước mưa làm thủng một lỗ lớn, rồi nước chảy ùa ra như vòi nước, hai cái. Tôi thích mấy cái mà ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và thân thiện sinh thái. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến thăm. Cảm ơn ngài sư phụ. Chà, ăn hết trơn. Nhà bếp sẽ vui lắm đây. Đó nghĩa là lời khen.
Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Tạm biệt mấy cưng. Tôi đi đây. Cảm ơn quý vị. Hôm qua tôi đi ra từ nơi ẩn náu và phụ tá dường như không có thời gian để ăn. Vì vậy, chúng tôi đi tìm nơi ăn và sau đó tìm được nhà hàng chay Âu Lạc Việt Nam. Tôi thấy nhà sư to lớn đi vào, có lẽ gấp 4 lần vóc dáng của tôi, có lẽ gấp 3. Vì vậy, tôi nghĩ ông có đủ dự trữ và được chăm sóc chu đáo. Vì vậy, tôi không cần cúng dường ông ấy. Đó là lần đầu tiên tôi có ý nghĩ như thế. Ông đang ăn, có lẽ với tín đồ hoặc đệ tử, hoặc có lẽ gia đình ông. Tôi nghĩ ông được chăm sóc chu đáo rồi. Rồi tôi lại nghĩ có lẽ tôi nên cúng dường, nhưng rồi khi tôi quyết định thì ông đã đi khỏi. Vì vậy, tôi cũng hơi tự quở trách mình. Tôi nói, à, tại sao bà Vô Thượng Sư vẫn còn quá phân biệt giữa nhà sư gầy và mập? Bà nói bà cúng dường bất kỳ nhà sư nào mà ông ấy đã đi mất rồi và tôi không biết sao mà tôi không đuổi theo, bởi vì ông cũng có người khác đi cùng. Rồi tôi ngồi đó, tự quở trách mình như vậy. Sau đó, có nị cô khác vào ăn, tôi nói, lần sau, tôi tự nhủ lần sau bất kể ông ấy bự cỡ nào, ngay cả gấp 8 lần vóc dáng mình sẽ vẫn cúng dường. Thế rồi, điều ước của tôi thành sự thật. Một nhà sư khác bước vào. Ồ, tôi nghĩ hay quá, thật linh ứng quá. Điều ước của tôi đến ngay lập tức. Và sau đó, tôi cúng dường ngay, trước khi não bộ có thể xen vào gây rắc rối. Vì vậy, chúng ta thật sự đừng bao giờ nên phân biệt như vậy. Nhưng nhà hàng Âu Lạc Việt Nam nấu ngon quá, trời ơi. À, mọi thứ đều ngon. Ăn ngon quá. Tôi không biết bao giờ mới có cơ hội dẫn quý vị đến đó ăn, nhưng cứ nghe tôi kể và thưởng thức nhé. Thức ăn trong nhà hàng Âu Lạc Việt Nam đó thật sự ngon. Và nhà hàng rất sạch sẽ, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện. Cuối cùng họ nhận ra tôi là ai và rồi bắt đầu hỏi han. Vì vậy chúng tôi chạy. Ông Nam Sago thật sự phi thường. Lúc đó ông không tu ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại, mà ông biết hết về chuyện đó. Tuyệt diệu. Có một điều con xin báo cáo với sư phụ và mọi người. Nói đi. Tại Bắc Kinh, một học sinh tiểu học viết vào quyển vở câu nói sau đây. Thầy giáo bảo chúng em rằng, để thành công, chúng em phải thực hành 5 chữ sau đây. 5 chữ nào? Thầy giáo viết 5 chữ trên bảng đen. Ăn rất nhiều vị đắng, chịu gian khổ, ăn rất nhiều vị đắng. Dạ, em học sinh tiểu học. Tiếp tục viết, em cảm thấy là em sắp gần thành công rồi, vì em đã hoàn thành 4 chữ đầu rồi. Rất buồn cười, rất buồn cười, rất buồn cười, vỗ tay, bởi vì con cảm thấy rằng chúng ta luôn luôn, khoan đã, họ đang vỗ tay, chúng tôi không thể nghe anh nói. Tuần rồi, khi chúng con đến dùng cơm cùng sư phụ bắt đầu bằng lời chúc, chúng con sớm thành Phật và có hòa bình trên địa cầu, đồng thời con người đối xử nhân đạo với động vật. Hôm nay, vào lúc này, chúng ta sắp thành công rồi. Con nghĩ lần sau, khi chúng con dùng cơm cùng sư phụ, nhà bếp có thể dọn lên món khổ qua, thì chúng ta sẽ thành công. Cà phê cũng được. Cà phê cũng khá đắng. Gì? Cần phải có thể ăn vị đắng. Ăn rất nhiều vị đắng. Chúng ta sắp thành công rồi. Cần phải ăn được rất nhiều vị đắng. Cần phải ăn được rất nhiều vị đắng. Chúng ta đều rất giỏi. Về ăn nhiều rồi, chỉ thêm một chút xíu nữa thôi là sẽ tới đó. Cố lên. Cà phê. Có cà phê không? Anh ấy thường hay kể chuyện không buồn cười lắm.
Nhưng hôm nay anh rất lịch sự. Bình thường tôi không dám chia sẻ với quý vị mấy chuyện anh ấy kể. Tôi đã chỉnh anh ấy nhiều lần nên bây giờ anh ấy có thể nói chuyện nho nhã hơn. Anh tiến bộ rất nhiều. Tôi hãnh diện về anh. Cảm ơn sư phụ. Có thể ăn rất nhiều, không phải chỉ có thể ăn, mà rất giỏi ăn nhiều. Cần phải rất giỏi về ăn nhiều, chỉ thiếu một chữ, vị đắng. Dạ phải, chỉ thiếu vị đắng, món này ngon, dễ bù cho món đắng đó. Nếu không có khổ qua thì dùng cà phê, ăn cà phê sống còn đắng hơn. Dạ, lần sau chúng ta sẽ uống cà phê. Không cần uống cà phê, ăn cà phê sống mới đắng hơn. Một vị thầy dạy học trò của ông leo một xào tre cao 100 thước Anh. Vị thầy bảo anh ta mỗi ngày tập leo cho đến khi có thể leo tới đỉnh xào tre. Anh nói dạ, rồi đi về nhà. Một tuần sau, vị thầy hỏi bây giờ anh có thể leo tới đâu rồi. Anh nói khoảng 2/3, thưa sư phụ. Vị thầy nói, làm sao anh leo nhanh vậy? Một tuần mà đã leo được 2/3, leo xào tre đâu phải dễ. Thật ra anh ấy dùng cái thang. Chỉ tới 2/3 xào tre, anh ấy không thể leo cao hơn vì không có cái thang. Anh ấy không có cái thang nào cao như xào tre, không có cái thang nào cao như thế. Vị thầy của anh ấy hỏi, làm sao anh có thể leo cao và nhanh như vậy? Anh nói, còn có thể leo nhanh hơn nữa, chỉ là cái thang quá ngắn. Cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi nhiều thứ, không chỉ thức ăn mà chúng ta ăn, hoặc nước mà chúng ta uống. Mặt trăng và các ngôi sao và các tinh cầu khác cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Khi chúng ta thọ tâm ấn và tu pháp môn Quán Âm thì sẽ đỡ hơn một chút. Chỉ thiên thể gần chúng ta mới có thể ảnh hưởng chúng ta một chút. Nhưng nếu tu hành tinh tấn thì chỉ nghiệp của đời quá khứ, nghĩa là nghiệp mà chúng ta phải trả trong kiếp này, mới có thể ảnh hưởng đến mình. Những thiên thể khác không thể. Nếu không tu hành đủ, chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, ngay cả thức ăn mà chúng ta ăn. Và nếu quý vị là minh sư, không có nghĩa quý vị thoát khỏi mọi ảnh hưởng. Không đúng. Cho dù minh sư thoát khỏi mọi ảnh hưởng từ những thứ ngài ăn hoặc làm, thì vẫn còn nghiệp của đệ tử và ảnh hưởng của đệ tử bởi các yếu tố khác mà cũng vẫn có thể ảnh hưởng minh sư. Cho nên nhiều thứ mà chúng ta ăn cũng gây rắc rối cho đời sống của mình, hoặc ngay cả phòng tắm, nhà vệ sinh mà chúng ta xây không đúng chỗ cũng ảnh hưởng tới hôn nhân, kinh doanh, mối quan hệ của mình với vợ, con và bạn bè bên ngoài. Đây không phải là một nơi tốt, nơi này, địa cầu này, nhưng là một nơi tốt đẹp để huấn luyện cho mình biết yêu thương và nhân từ. Bởi vì có nhiều chúng sinh không có thiện nghiệp, sinh ra trên kiểu tinh cầu này, và chúng ta ở đây. Nếu chúng ta có chút lực lượng thiền, lực gia trì, chúng ta có thể chia sẻ nó một cách tự động hoặc sẵn lòng. Còn tùy. Nên nếu có vài chuyện không may trong gia đình, không phải lúc nào cũng có nghĩa vợ không thương chồng, hoặc chồng không thương vợ. Có thể là do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác bên ngoài nhà quý vị. Hoặc đôi khi, ngay cả trồng cây không đúng chỗ cũng gây rắc rối tới kinh doanh hoặc mối quan hệ của quý vị. Hoặc đôi khi, quý vị ăn thứ gì đó. Để tôi nhớ đã. Tôi biết nhiều thứ lắm, nhưng không nói với quý vị. Bởi vì nếu tôi nói ra mọi thứ thì quý vị sẽ không có gì để ăn và không có gì để uống ngoại trừ nước. Một số có ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng, một số toàn là xấu, một số nhân từ. Một số thì tạm được, nên cho dù ăn thuần chay, chúng ta không ăn bất cứ sản phẩm động vật nào, chỉ ăn rau củ và trái cây. Thế mà vẫn có thể gặp rắc rối từ thức ăn mà chúng ta ăn.
Để tôi nhớ đã, những thứ nào dành cho đại chúng, một vài thứ chỉ cho riêng tôi, một vài thứ là cho mọi người. Ví dụ như nho đen mà quý vị rất ưa thích, chúng cũng không có lợi lắm cho sự bình an của mình. Không phải bởi vì nước ép hoặc gì đó, hoặc rượu này nọ khiến quý vị sai. Không phải. Ngay cả nho tươi, nho đen hoặc nho tím, chúng sẽ khơi dậy một vài nghiệp từ tiền kiếp hoặc từ kiếp này, từ kẻ thù kiếp trước của quý vị. Tùy vào dạng kẻ thù nào mà quý vị có, nó có thể không khơi dậy sự trả thù của kẻ địch hoặc làm hại quý vị nếu nó đã lâu, nhiều kiếp trước đây. Nhưng vài kiếp gần đây, có thể năm kiếp sống trước kiếp này thì có ảnh hưởng nếu sinh ra ở đây trước kia và có thù hận gì với người nào đó. Và nếu quý vị ăn thứ đó, thì người nào đó, nếu họ ở đây ngay bây giờ trên địa cầu này cùng thời với quý vị, hoặc nếu họ ở nơi nào đó vẫn gần địa cầu, có thể ở đẳng cấp Atula hoặc chỗ nào đó, thì họ cũng có thể tấn công quý vị mà quý vị không biết. Rồi cuộc sống quý vị bỗng nhiên trở nên rối loạn, hoặc có những vấn đề với gia đình, hoặc với sức khỏe của quý vị. Tùy vào dạng kẻ thù nào mà quý vị có, một số có thể tấn công sức khỏe, một số có thể tấn công gia đình, một số có thể tấn công tình yêu và con cái của quý vị. Bất cứ gì cũng có thể xảy ra. Và đó chỉ là một ví dụ. Và tôi không dám nói thêm với quý vị nữa, bởi vì nếu tôi nói ra, quý vị sẽ không ăn bất cứ gì hết. Ngay cả một vài loại rau, ngay cả một vài loại rau trái, thứ gì đó mà quý vị hầu như lúc nào cũng ăn chung với rau salad, nó cũng có thể gây rắc rối cho quý vị. Nhưng chỉ là nói tổng quát thôi, nên tôi không thể không dám nói với mọi người, bởi vì có thể quý vị có kẻ thù năm kiếp trước đây, nhưng cô ấy không có. Và nếu tôi vô tình nói với quý vị, ồ, nếu ăn món này, kẻ thù sẽ tấn công quý vị, thì cô ấy cũng không dám ăn nữa. Nhưng món đó không liên quan gì đến cô ấy. Kẻ thù của cô ấy có thể là 6 kiếp trước đây, hoặc có thể 5 kiếp rưỡi. Ví dụ như ngay cả dưa leo, ngay cả nhiều thứ khác, chỉ dưa leo thôi, nó là thứ quý vị luôn luôn ăn chơi trong bữa ăn hoặc trước bữa ăn, hoặc với rau xà lách. Làm minh sư khó khăn hơn, bởi vì tôi phải tránh nhiều thứ để tôi có mối quan hệ tốt hơn với quý vị. Bằng không, có thể một nửa đại điện sẽ trống trơn trong vòng một giờ. Sống trên đời này rất khó. Không phải chỉ vì có phong thủy xấu thôi. Không phải chỉ vì quý vị kết hôn với người có con giáp thù nghịch như dần thân hoặc thân tỵ, thí dụ vậy. Họ nói vậy. Những người này nghịch nhau, không tốt. Không phải chỉ vì điều đó thôi. Hoặc không phải chỉ vì con của quý vị sinh ra với con giáp không thuận với quý vị. Theo như tính toán tử vi, không chỉ như vậy thôi. Người Hoa có câu, chồng vợ khác nhau và chồng khác vợ, nghĩa là không hợp, mà còn gây hại nữa, thí dụ như vậy. Không chỉ vậy, còn nhiều thứ khác nữa. Còn các sao chiếu mệnh trên trời ảnh hưởng cuộc đời quý vị, chi phối một vài khía cạnh của đời quý vị. Chỉ vài thứ trái cây mà quý vị ăn, bất cứ gì, bất cứ gì. Quý vị có thể sống trên đời này mà có ít rắc rối thì quả là phép màu. Không ai có thể nói rằng họ không có rắc rối. Nhỏ hay lớn, tất cả chúng ta đều gặp khó khăn trong cách nào đó. Đôi khi, bỗng nhiên, quý vị bị bệnh mà không biết tại sao. Quý vị nói là do nghiệp, nhưng có thể không phải. Cũng có thể là nghiệp khiến cho quý vị ăn thứ đó và rồi chịu đau đớn. Một vài trái cây sẽ làm cho tôi bệnh ngay lập tức. Không phải cho mọi người, không. Một số món ăn tôi yêu thích, tôi cũng không ăn được. Ví dụ như quả mướp.
quả bầu. Trái đó hơi dài và bên trong rất mượt. Tiếng Hoa chúng ta gọi là quả mướp. Quả mướp. Trái có thể làm búi rửa bát. Quả mướp, à, phải phải. Đó là khi trái già và cứng rồi, quả mướp. Ví dụ, nếu tôi ăn trái đó, tôi bị bệnh. Bị bệnh với vấn đề tiêu hóa. Tôi chưa bao giờ bị vậy trước đây, bởi vì trước đây tôi không có đủ đệ tử. Bây giờ tôi nhận vào rất nhiều, nên mỗi điều nhỏ đều ảnh hưởng tôi. Nhà bếp hiểu rồi ha. Tôi gửi nhiều loại thức ăn trở lại. Không phải vì quý vị nấu không ngon. Bây giờ hiểu chưa? Tôi không muốn nói ra, bởi vì ngại rằng quý vị sẽ không nấu món đó cho mọi người. Tôi không dám nói bất cứ điều gì, chỉ nói vài thí dụ cho quý vị biết. Vì vậy, nếu tôi gửi trở lại nhà bếp vài trái cây, thứ gì đó tôi không ăn, không phải vì tôi đã ăn quá nhiều rồi hoặc ăn đủ, mà vì một vài thứ không thích hợp cho linh thể của tôi. Tôi dùng tất cả mọi thứ mà tôi có về tâm linh để giúp quý vị, nên tôi không để lại đủ cho chính mình. Tôi thà là từ bỏ. Từ bỏ thức ăn hoặc trái cây. Và tôi để dành phần công đức đó cho dù mỗi chút một cũng giúp đỡ mọi người khác. Giống như nếu không dùng $1, tôi cứ để dành. Thì tôi có $10 và có lẽ tôi có thể tặng một cậu bé ngoài kia khi cậu đang đói bụng. Cậu có thể ăn gì đó ngay lập tức làm cậu bé no với thức ăn và năng lượng. Và rồi có thể ngày hôm sau, cậu bé có vận may hơn, thì có thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, trong kiếp này, đối với quý vị cũng vậy, không dễ để luôn được thuận buồm xuôi gió trong đời, bởi vì nhiều thứ ảnh hưởng tới quý vị. Nhờ tu hành, nên quý vị cảm thấy đời mình tốt hơn nhiều, nhiều phép lạ xảy ra, chuyện lớn hóa nhỏ, rắc rối lớn hóa nhỏ, rắc rối nhỏ hóa thành không, và điều này tốt, rất tốt. Nhưng rắc rối không phải lúc nào cũng do nghiệp của quý vị. À, nhưng cũng có thể, bởi vì có thể nghiệp khiến quý vị ăn thứ đó ngày hôm đó, và bình thường quý vị lẽ ra không gặp rắc rối này, nhưng vì ăn thứ đó, nó là chất xúc tác gây rắc rối cho đời quý vị vào lúc đó. Vì vậy, đôi khi vợ con của quý vị hành xử bất thường, vài điều bất thường, quý vị cứ chờ, thiền, ban phước cho họ, chia sẻ công đức của mình. Rồi khi giờ đó, khi phút đó, giờ đó trôi qua, quý vị sẽ ổn. Họ sẽ trở lại con người bình thường của họ, ngay cả giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, không phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió. Không phải chỉ vì cá tính của người vợ hoặc tính cách của người chồng. Chúng ta chỉ là nạn nhân của bất cứ gì. Bất cứ gì, tuyệt đối bất cứ gì. Vì vậy, cố gắng thiền để quý vị có thể vượt qua. Bằng không, không có cách nào để tôi có thể bảo quý vị, thôi đừng ăn thứ này, đừng ăn thứ kia. Vậy thì tôi sẽ phải kê cho mỗi quý vị một thực đơn đặc biệt, bởi vì mỗi người quý vị khác nhau, nghiệp chướng khác nhau, kẻ thù khác nhau, cấu tạo thể chất khác nhau, bối cảnh khác nhau, thiền định tinh tấn khác nhau, đẳng cấp tâm thức khác nhau. Rồi tôi không có thời gian cho bất cứ việc gì nữa, tôi sẽ cứ ngồi đây và viết cho quý vị một thực đơn người này, người này, người này, và thậm chí điều đó cũng không dễ. Như bác sĩ, họ phải nghe tim, nghe phổi và mọi cơ quan của quý vị, rồi mới kê thuốc gì đó. Trước đây tôi bị bệnh, và họ nói hãy thử cái này trước,
nếu không hiệu quả, sau khi chụp X-quang và nghe tim, phổi, mũi, tai, mọi cơ quan của tôi hết rồi, hãy thử thuốc này trước. Tôi nói hữu hiệu không bác sĩ? À, hãy thử đi. Nếu không hiệu quả, chúng ta sẽ thử thuốc khác. Cứ như thế đó. Và thuốc của tôi chồng chất như núi trên bàn. Tôi không nói đùa đâu. Không nói quá. Như vậy đó. Cái bàn đầy ắp từ đầu bên này đến đầu bên kia và chồng chất như thế đó. Tất cả các thứ thuốc mà sau này họ phát hiện là không đúng và dư thừa. Không phải chỉ thuốc điều trị với nhau mà thuốc dư nữa. Lẽ ra tôi nên chụp hình và cho quý vị xem. Nhưng tôi nghĩ, ồ, mấy thứ này quá phủ định, tôi thậm chí không còn muốn nhớ. Một lần nọ, tôi bệnh nặng, tự nhiên vậy đó. Ngay cả bác sĩ, họ học bao nhiêu năm trời và có kinh nghiệm với hàng ngàn bệnh nhân. Thế mà họ vẫn không biết. Đây là những bệnh viện lớn mà tôi đã từng đến, nhiều bệnh viện lớn. Và tất cả các bác sĩ vẫn không tìm ra manh mối tôi bị bệnh gì. Tôi phải đeo, quý vị gọi nó là gì loại này, vòng bọc cổ và những thứ như vậy rồi. Và mỗi cử động nhỏ là bị đau. Thế mà họ thậm chí không tìm thấy rằng tôi đã bị gãy xương bên trong. Dù họ đã chụp quang tuyến và đủ thứ, quá nhiều bác sĩ, quý vị không thể trách họ. Đó là nghiệp mà tôi phải trải qua. Cuối cùng một trong các bác sĩ đồng tu tại Formosa nghi ngờ nguyên nhân thật của căn bệnh. Vì họ nghi ngờ điều đó, nên họ đã gửi tôi đến bệnh viện khác. Và rồi bác sĩ đó nói, ngay lập tức phải mổ. Thế rồi một loại thuốc khác. Rồi thì sau 2 năm, tôi hồi phục. Bây giờ hết rồi, tôi có thể kể quý vị một chút, chứ không kể hết được. Ở Mexico, Cancun, tôi vẫn còn đang được điều trị, tôi không đi lại được. Nếu đường bằng phẳng thì còn đi được, nhưng nếu đi xuống cầu thang hoặc đi lên dốc một chút, tôi cần có người giúp. Ngay cả gậy chống cũng không đủ, tôi thậm chí không thể đứng dậy khỏi giường. Phải có giường y tế. Mà quý vị bấm nút thì giường từ từ nâng lên một nửa. Rồi tôi có thể ngồi dậy, thậm chí không thể ngồi dậy. Quá đau. 20 bác sĩ không thể tìm ra vấn đề cho đến lúc cuối. Khi tôi sắp tiêu tùng rồi, may mắn là họ tìm thấy kịp thời. Nếu chỉ lâu hơn một chút, thì tôi sẽ bị liệt nửa người hoặc chết. Thế mà ngay cả các bác sĩ muốn kê đơn thuốc gì đó cho tôi, thậm chí 10-20 bác sĩ có kinh nghiệm. Họ không phải là bác sĩ dở, chỉ là nghiệp che đi thôi. Thật vậy, bởi vì họ cũng đã chụp quang tuyến rồi. Nếu bác sĩ cuối cùng có thể thấy xương gãy thì bác sĩ trước cũng phải thấy chứ. Nhưng không, họ không thấy. Thế rồi họ gửi tôi từ máy này qua máy khác, phòng này sang phòng khác, dù sao cuối cùng cũng ổn. Bằng không, năm đó, lẽ ra tôi đã đi mất rồi. Tôi vẫn còn sống lâu hơn một chút. Có thể một số quý vị cầu nguyện hay gì đó. Cảm ơn quý vị. Bất kỳ quý vị nào cầu nguyện cho tôi vào thời điểm đó, cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị. Vì quý vị mà tôi vẫn còn đây để quý vị vẫn có thể gặp tôi. Vì vậy, ý tôi là kê thực đơn cho mỗi quý vị. Ăn gì và không ăn gì là chuyện không thể nào, không thể nào. Có lẽ mất cả đời tôi mới xong. Thậm chí cho một người. Viết chi tiết, tôi sẽ phải dành ít nhất 3 ngày, tối thiểu. Không phức tạp. Bình thường không quá phức tạp thì 3 ngày. Nếu phức tạp, có thể 30 ngày. Tốt hơn là không biết gì cả. Vô minh là phúc lạc. Họ nói vậy. Tôi tự chăm sóc bản thân. Bất cứ nơi nào tôi có thể. Vì vậy, nếu tôi gửi lại món gì đó, xin đừng nghĩ rằng tôi không ăn. Bởi vì món đó không ngon. Nếu món ăn không ngon, tôi chỉ cho vào chút nước tương hoặc sốt cay, thì nó ngon ngay lập tức. Quý vị biết mà, ớt che lấp mọi thứ. Dù nó ăn không ngon hoặc không ngon. Thôi được, bây giờ quý vị biết rồi, chỉ cần cố gắng thiền nhiều hơn để đối phó mọi chướng ngại và rắc rối này trong đời quý vị. Một số thức ăn cũng độc nữa. Đừng hỏi tôi tại sao nho nhìn rất vô tội mà lại quá tệ như vậy.
khơi dậy kẻ thù để trả thù, tấn công quý vị, khiến cho quý vị bị rắc rối lớn hoặc rắc rối nhỏ tùy theo. Mọi thứ trên địa cầu này đều có một thần thức bên trong, có chức năng của họ như mặt trời. Đừng hỏi tôi tại sao mặt trời nóng, nó vốn như vậy, lửa thì nóng. Vì vậy, nếu không thích nóng, thì quý vị ngồi xa ra hoặc tránh nhóm lửa. Tương tự, nếu có bất kỳ trái cây, bất kỳ thức ăn nào không tốt thì quý vị đừng ăn thứ đó. Vậy nếu quý vị ăn trái cây nào đó, hoặc thức ăn nào đó vài lần hoặc mỗi lần thì quý vị quan sát nhé. Mỗi lần cảm thấy không dễ chịu, thiền không tốt, hoặc việc gì đó không tốt xảy ra thì có lẽ lần sau đừng ăn. Nhưng đừng ráng nhiều lần quá thì quý vị sẽ không có gì ăn ngoại trừ cơm và nước tương. Và rồi trách tôi. Không sao, chỉ cần niệm năm hồng danh. Cảm ơn tất cả những ai liên quan hữu hình và vô hình ban cho quý vị thức ăn tốt lành, để nó nuôi dưỡng thân thể và linh thể của quý vị. Nói như vậy, cảm ơn rồi ăn với tất cả tình thương và đức tin. Mỗi thứ đều có phẩm chất và chức năng riêng. Vì vậy, dù chỉ một viên thuốc nhỏ như vậy, nó ngừng cơn đau của mình. Bởi vì họ cho các thành phần vào đó, mà chỉ lấy từ thực vật, trái cây và đôi khi từ cây. Quý vị biết mà, phải không? Và đôi khi ngay cả từ động vật, nhưng chúng ta tránh không dùng. Nên điều tôi muốn nói là tương tự như vậy, mỗi thứ nhỏ, hoa hoặc thức ăn hoặc trái cây, có phẩm chất đặc biệt của chúng. Vậy theo cách đó, nó ảnh hưởng quý vị, bởi vì tất cả chúng ta đều kết nối, mặc dù không thấy điều đó. Thành ra ăn thứ đó, quý vị kết nối với thứ đó. Và kẻ thù của quý vị tình cờ cũng kết nối với thứ đó, thế là quý vị bị rắc rối. Cho nên, không có gì mê tín dị đoan cả, hoặc không có gì như vậy, tất cả đều hợp lý và khoa học. Do đó, ngay cả cây nhỏ nào đó, rất nhỏ nhưng lại độc hại, nếu quý vị ăn thì sẽ tử vong. Chỉ một số thực vật là có ích. Nếu ăn vào, cơn sốt của quý vị biến mất. Như ký ninh cũng là một thực vật. Và y dược Trung Hoa, họ chỉ chiết từ thảo mộc, từ thực vật, từ cây. Ví dụ như vậy. Nên một số trái cây hoặc thức ăn chỉ đặc biệt dành cho một vài chủng loài khác nhau. Ví dụ như gấu túi, động vật nhỏ màu đen trắng, rất dễ thương. Loài biết leo cây ở Úc, họ rất ngoan ngoãn và dễ thương vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, đừng tìm cách đến quá gần họ. Ở ban ngày họ không hoạt động, phải không? Ban đêm họ hung dữ, nhưng không phải để nói về gấu đó, chỉ là nhân tiện thôi. Họ ăn bạch đàn, vỏ hoặc lá bạch đàn. Họ không sao. Nhưng đừng thử nhé. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Dạ hiểu. Và gấu trúc nữa. Họ chỉ ăn tre, cây tre, rễ tre, tre lớn, tre nhỏ, lá tre. Quý vị ăn được không? Quý vị không thể tiêu hóa. Cho dù ăn được đi nữa, đừng thử cho vào máy xay sinh tố, vì quý vị muốn trông dễ thương như gấu trúc. Xay hoặc sắc sắc sắc, làm thành bột rồi uống không được, quý vị không thể tiêu hóa nó, không giống gấu trúc. Họ ăn thứ đó, họ có thể tiêu hóa, nhưng quý vị không tiêu hóa được. Có nhiều loài khác có thể ăn thứ đó mà rất độc đối với chúng ta. Họ có thể tiêu hóa nó, chúng ta thì không thể, chỉ vậy thôi. Chúng ta không thể làm được gì về điều đó, không cần phải cố làm bất cứ gì về điều đó, hiểu không? Chúng ta có nhiều thức ăn khác để ăn, ý tôi là vậy. Ngay cả đậu hũ cũng độc. Nhiều người không thể ăn. Ngay cả bánh mì với tinh bột cũng độc. Nhiều người không ăn được. Họ ăn vào sẽ bị bệnh trong những cách khác nhau, hoặc bị ngứa, hoặc bị đau, hoặc bị vấn đề tim, bất cứ gì. Quý vị biết nhiều người không thể ăn bánh mì, phải không? Dạ, mì căng, phải không? Quý vị biết điều đó. Đó là sự thật mà quý vị biết. Nếu không biết thì xem trên mạng Internet. Ý tôi là thế. Không phải như quý vị nên biết, nhưng nếu muốn kiểm chứng những gì tôi nói là thật hay không, thì đó là cách tôi giải thích với quý vị. Một số thức ăn, một số trái cây không thích hợp cho con người.
và không thích hợp cho một số người hoặc một số động vật. Như chúng ta thích sô-cô-la, phải không? Tất cả chúng ta, ý tôi nói đa số chúng ta thích sô-cô-la, nhưng quý vị không thể cho chó của quý vị ăn. Đó là chất độc cho chó, làm chó bệnh, thí dụ vậy. Hoặc trái bơ, không thể cho chó ăn. Mặc dù trái bơ rất bổ dưỡng, đầy chất đạm, vitamin và phốt pho bất cứ gì, nhưng quý vị không thể cho chó ăn. Táo cũng vậy, hạt táo, quý vị không thể ăn. Quý vị hiểu những gì tôi nói chứ? Ngoài ra, nhiều thức ăn, nhiều trái cây, nhiều rau cũng không thích hợp cho nhiều người hoặc cho tôi nữa. Đúng thật như vậy. Nhiều người bị dị ứng với nhiều thứ, kể cả thịt, hoặc rau, hoặc trái cây, hoặc tinh bột, hoặc đậu hũ. Một số người không thể ăn đậu hũ, thật sự là như vậy. Và đậu hũ là ngon đối với chúng ta, đối với nhiều người chúng ta, nhưng nếu quý vị cho hải cẩu, thí dụ vậy, họ không tiêu hóa được. Họ sẽ bị bệnh. Nó có thể đốt cháy ruột của họ, hoặc đại khái vậy. Vì vậy, đây là vấn đề với thế giới chúng ta. Không phải vì ăn thuần chay thì quý vị được bảo đảm thuận bườm xuôi gió suốt đời 24/7. Chúng ta ăn thuần chay bởi vì mình từ bi. Chúng ta tìm cách giảm thiểu đau khổ bất cứ nơi đâu mà mình có thể. Thực vật cũng đau khổ. Thành ra Đức Phật chỉ ăn ngày một lần và ăn bất cứ thứ gì được cúng dường, đã nấu chín rồi. Ngài không muốn dính dáng tới kiểu sát sinh nào, ngay cả thực vật. Thành ra tất cả minh sư đều chọn thuần chay, tối thiểu là trường chay. Nhưng kiểu trường chay khác, như tại Ấn Độ, quý vị thấy bò đi lang thang khắp nơi, tự do đi khắp nơi. Đôi khi xe hơi phải dừng lại, chờ bò nghỉ ngơi xong, rồi mới lái xe qua. Bò vẫn còn đang nghỉ ngơi, ngủ trưa. Giờ nghỉ uống trà buổi chiều, bò ngủ, tất cả xe hơi chờ đợi một hàng dài tại Ấn Độ. Chờ đến khi bò nghỉ ngơi xong, nghĩa là ngủ vào buổi trưa, buổi chiều, thì bò bước đi từ từ đến bãi cỏ, thì người ta mới có thể lái xe qua. Không ai đụng vào bò lúc đó. Tối thiểu là người Hindu, người Ấn Độ. Cho dù họ ăn thịt, họ không làm tổn thương bò. Họ không tự giết bò. Nhưng có lẽ các tín đồ tôn giáo khác sẽ giết bò giùm họ. Ở Tây Tạng cũng giống vậy. Họ không giết cừu non hoặc bất kỳ động vật nào để ăn. Chỉ là có một số người giết mấy con vật này. Nhưng nếu quý vị ăn thì có người phải giết, đúng không? Một số người tôn giáo khác, họ không tin vào không sát sinh, nên họ làm nghề đó. Đó chỉ là thí dụ, nhưng các vị minh sư thì không. Nếu các ngài là minh sư thật sự, các ngài không ăn thịt, không ăn cá, không ăn bất cứ gì di chuyển, vì tình thương dành cho mọi chúng sinh. Không phải bởi vì nghĩ rằng họ khỏe mạnh hơn hoặc tốt hơn, bất cứ gì, mà chủ yếu vì tình thương, vì lòng từ bi. Vì vậy, cho dù ăn thuần chay, quý vị cố gắng ăn vừa đủ thôi. Đừng ăn chỉ vì món ăn quá ngon hoặc ăn thật nhiều. Có lẽ thỉnh thoảng ngày cưới quý vị phải ăn, hay vì gì đó mẹ chồng nấu, con dâu không thể không ăn. Bằng không hãy cố gắng ăn vừa đủ thôi, 80%, và sau đó thêm 10% nước, phần còn lại dành cho ánh sáng. Bằng không, ăn quá no sẽ buồn ngủ. Thiền rất siêng năng, ngồi đó 3 tiếng đồng hồ. Hiểu rồi ha, dạ sư phụ. Vậy đừng hỏi tôi tại sao quý vị ăn thuần chay mà vẫn bị bệnh. Quý vị không thể tránh bất cứ gì bằng cách ăn thuần chay. Ngoại trừ dĩ nhiên quý vị cảm thấy khỏe hơn trước kia. Nhưng quý vị cũng phải chọn để ăn, ý ta nói vừa phải. Và đừng lúc nào cũng ăn một thứ hoài hoài phòng khi nó quá độc hoặc không hợp với quý vị. Và nếu quý vị cứ tiếp tục lặp lại thì nó còn tệ hơn. Nó trở nên tệ hơn.
Tới khi thân thể quý vị không thể, sức đề kháng tiếng Anh nói thế nào? Resistance, sức đề kháng. Sức đề kháng của thân thể. Nhưng dĩ nhiên một vài người làm vậy mà họ vẫn sống bởi vì họ có nhiều công đức. Hoặc có thể họ không có gì, hoặc rau đó, hoặc thứ đó không có gì hại cho họ. Không có nguyên nhân mâu thuẫn. Nhưng đừng nghĩ rằng nó luôn luôn như vậy. Quý vị cũng phải ăn đủ mọi thứ. Như vậy tốt hơn. Nếu quý vị ăn thứ gì đó và lúc nào cũng ăn thứ đó, rồi có gì không tốt về cảm xúc, tâm linh hoặc thân thể, thì quý vị nên biết tránh ăn thứ đó. Tôi không phải lúc nào cũng biến thân thể tôi thành phòng thí nghiệm. Bởi vì tôi biết, tôi kiểm tra trước khi tôi ăn. Quý vị biết, bây giờ là vậy. Trước đây, khi không có nhiều nghiệp, không có nhiều đệ tử thì không sao. Nhưng nếu có nhiều đệ tử thì sức đề kháng của thân thể khác đi kém hơn trước. Và phải để dành đủ năng lượng cho đệ tử của mình. Và cho bản thân mình. Không tiêu quá khả năng mình. Như thế đó. Bây giờ quý vị biết rồi ha. Dạ, sư phụ, có câu hỏi nào về nên ăn gì ngày mai không? Không à? Chà, quý vị khai ngộ hết rồi. Vậy tôi phải làm gì? Bây giờ tôi đi nhé, có việc phải làm. Chúc may mắn. Phật gia hộ quý vị, Thượng Đế gia trì quý vị.